Khi mình bật lên ấy, thì không có một tiếng động nào, rất là êm, không có thiên nhiên, tức là đẹp theo kiểu cổ điển, chị rất là hài lòng. Dạ vâng, em chào chị Huệ. Chào em. Em cảm ơn chị ngày hôm nay đã tham gia buổi chia sẻ trải nghiệm sản phẩm của Quạt Trần Luxury Fan. Và ngay từ khi bước vào không gian này thì em thực sự ấn tượng, bởi đây là thiết kế mang phong cách hơi hướng đồng quê với những gỗ tre nứa. Vậy thì cảm hứng nào đã đưa chị đến thiết kế không gian như thế này? Chị rất yêu những cái nét đẹp mộc mạc của đồng quê, cho nên chị đã đưa thiên nhiên vào trong căn hộ và chị sử dụng các chất liệu của đồng quê Bắc Bộ. Em thấy đây là mẫu Quạt Trần Hunter Casablanca Holiston. Vậy lý do vì sao chị lại chọn mẫu quạt trần này cho không gian này? Do là chị cũng đi tìm khắp nơi đấy. Tiêu chí mà chị đưa ra, thứ nhất là chị cần một cái quạt nó có màu trầm nâu, theo tông nâu vàng, nó phù hợp với cái không gian màu sắc của cái căn hộ này của chị. Thứ hai là chị cần một cái quạt mà nó có cái chất liệu giống như là những cái chất liệu gỗ hay là tre, nó gần với thiên nhiên á. Điều thứ ba nữa là trong cái không gian này chị cần một cái quạt mà có kết hợp với cả đèn. Chị thấy là cái quạt này đáp ứng được ba cái tiêu chí chị tìm kiếm. Vậy sau một thời gian sử dụng sản phẩm của Quạt Trần Luxury Fan, chị có cảm nhận như thế nào? Chị rất là hài lòng về quạt này, bởi vì là khi mình bật lên ấy thì không có một tiếng động nào, rất là êm. Thứ hai nữa là gió tỏa ra rất là rộng, gió rất là nhẹ, mình không có cảm thấy nó xói vào người mình. Khi mà mình ngồi lâu ở dưới quạt trần mình, thế tức là chị rất là thích giống gió thiên nhiên. Về đường nét thiết kế thì chị cảm nhận như thế nào chị? Về thiết kế thì chị quá là ưng ý luôn. Chị khá là cầu kỳ trong việc đi chọn cái quạt, nhưng mà hầu hết cái hàng ngoại khác ấy, nó đều có một cái sự hào nhoáng mà chị không thấy thích. Trong khi đó cái quạt này là chị ưng ngay, bởi vì là nó có cái độ trầm rất là đẹp theo kiểu cổ điển. Cảm ơn chị ngày hôm nay tham gia vào buổi chia sẻ trải nghiệm sản phẩm của Quạt Trần Luxury Fan. Chị cảm ơn các em đã nhập về được một cái sản phẩm mà chị đã tìm kiếm rất là lâu rồi. Chị rất là hài lòng.